nhất á, anh cũng phải cho tôi hy vọng chứ, nghĩ sao anh đi làm bảo vệ lương ba cọc ba đồng. Sớm nào cũng anh Hải vậy, anh mới là chồng em đó. Em ở đâu Nhi ơi? Anh nhớ em lắm Nhi ơi. Pixar Brand, đơn vị thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm chuyên nghiệp. Pixar, Big Idea. Trừ hết tất cả chi phí mà có 6 triệu là nhiều mà đó.
nhiều. Anh nghĩ sao, nói 6 triệu là nhiều, không bằng một nửa đâu vậy anh hai anh mang. Thì em mới vô làm mà em, cái gì cũng phải từ từ chứ, sao mà em đòi gấp được. Hồi xưa anh hai anh cũng vậy thôi. Ít nhất á, anh cũng phải cho tôi hy vọng. Chứ nghĩ sao anh đi làm bảo vệ lương ba cọc 3 đồng. Anh hai anh khởi nghiệp á, ít nhất lương tháng cũng mười mấy 20 triệu, chứ đâu phải như anh bây giờ đâu. Sớm nào em cũng anh hai vậy, anh mới là chồng em đó. Ừ, anh là chồng của em. Vậy hôm nay sinh nhật em á, anh tặng em cái gì? Anh xin lỗi, anh quên rồi. Ừ, thì hôm nay anh quên, vậy ngày mai em tính tặng tôi cái gì? Trời ơi, bây giờ chậm nhau mà cần gì tặng quà. Bây giờ mình phải tiết kiệm để dành cho sau này đó chứ. Với lại anh là món quà lớn của em nè. Dẹp đi. Sao thế vậy? Có mấy trăm ngàn mua quà tặng cho vợ cũng keo kiệt nữa. Anh biết anh hai anh tặng tôi cái gì không? Là một sợi dây chuyền bạch kim đó. Nãy giờ em nhắc anh hai hơi nhiều rồi nha. Anh là chồng của em hay là anh hai là chồng của em? Anh khỏi cần phải hỏi thừa như vậy. Nếu mà có một điều ước đó, tôi ước anh hai là chồng của tôi, để tôi không phải khổ sở như bây giờ. Em sao? Tôi nói đúng quá hả? Anh không có lý để cãi cái gì, đúng không? Anh nhìn lại bản thân mình đi. Vừa nghèo, còn không có công việc ổn định nữa. Anh hai kìa, tiền tỷ ở trong tài khoản, còn anh á, có mấy trăm ngàn mua quà cho tôi thôi, anh cũng keo kiệt nữa. Anh tự thấy bản thân mình vô dụng không? Chứ tôi thấy anh vô dụng, bất tài quá. Em quá đáng lắm rồi nha. Nghèo mày đặt sĩ gì? Không biết sao hồi đó mình yêu nổi cái thằng cha mày. Đúng tôi đợi. Anh không có nói nhiều với em nữa. Tối ngày em cào nạp thì làm ăn của anh hoài. Hùng, giờ đi đâu vậy? Làm gì mà thằng Hùng nó bực tức nó bỏ ra ngoài một nước vậy? Kệ ổng đi anh, đã nghèo rồi còn không biết lắng nghe. Cố chấp. Thì xưa giờ tính tình nó vậy rồi, em chịu khó nó lọt xíu là xong. Tại sao giờ này anh hai không ngủ đi, còn ngồi đây nhậu nữa? Anh thường vậy mà. Buồn thì anh thích ngồi uống mình vậy. Thôi đừng có giấu em nữa, cãi lộn có người yêu cái gì. Sao anh biết? Sao không biết, linh cảm của người phụ nữ. Em biết là anh đang có chuyện với người yêu, chắc luôn. Anh nhớ cô ấy. Nhớ cô ấy nhiều. Cô ấy là ai mà để cho anh nhớ dữ vậy? Tính ra cô này cũng có phước rồi nha. Cô ấy tên là gì? Là người yêu của anh. Tụi anh quen nhau lúc còn học đại học. Tính đến nay cũng hơn 10 năm. Vào một năm trước, Nhi có nói là về quê thăm gia đình. Nhưng mà kể từ đó tụi anh không còn liên lạc. Anh có về quê đi tìm Nhi, có hỏi gia đình Nhi, nhưng mà không ai biết Nhi đi đâu hết. Thôi anh hai đừng có buồn nữa. Con người á, có duyên sẽ gặp lại nha. Hai đừng có buồn vậy. Anh cũng mong là như vậy. Thôi, sáng em cũng có chuyện buồn. Em đi lấy ly nấu anh hai nha.
em về chuyện này. Nói đi. Hoàng của em và Nhi thật sự hai người giống nhau dữ lắm. Vậy hả? Hồi đó lúc tụi anh ở với nhau á, anh hay khoác da Nhi nè, rồi ôm cô ấy thật là chặt nữa, thỉnh thoảng còn có nựng má nè, nựng tay nè. Anh xin lỗi em, tại anh nhớ Nhi quá. Không có sao đâu, anh hai cứ từ đi, anh hai uống đi đi. Anh chỉ muốn em hiểu là
vô tình thôi. Thì anh lầm tưởng em là Nhi. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Có gì đâu mà anh xin lỗi. Mà em không trách anh đâu. Anh cảm ơn em là không trách anh. Anh nghĩ mình nên có khoảng cách với nhau. Cái gì mà khoảng cách? Em tình nguyện mà. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em đi làm đồ ăn sáng cho anh nha. Vợ của thằng Hùng, em có thai thì nó là con thằng Hùng chứ liên quan nữa đó anh. Sao lại không liên quan tới anh? Khi anh ăn ngủ với em, vợ chồng em thì không, và em có thai. Chuyện hôm đó chỉ là tai nạn thôi. Đúng, đó là tai nạn. Những cái thai trong bụng em là thật. Nếu anh không tin á, đứa bé sinh ra em và anh sẽ đi xét nghiệm. Từ nay em không còn phải suy nghĩ tới Nhi nữa. Em sẽ thay mặt Nhi chăm sóc anh và con nha. Nhưng mà em là vợ của thằng Hùng, thằng Hùng là em ruột của anh, thì làm sao anh có thể làm như vậy với nó? Vấn đề ở đây là Hùng thôi chứ gì. Anh đuổi Hùng ra khỏi nhà đi, em và anh sẽ ung dung ở với nhau thôi. Em nói nhảm gì vậy? Anh nhấn mạnh với em một lần nữa, thằng Hùng là em trai của anh, anh không thể nào đối xử với nó như vậy. Thôi được rồi, vấn đề của anh là anh không muốn chịu trách nhiệm với gì. Anh, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là có trách nhiệm với tôi và con. Hai là tôi sẽ biêu ríu với mọi người anh đi hiếp dâm tôi cho tới mức có con. Lúc đó mọi người sẽ nhìn anh thế nào nhỉ? Trời ơi! Không nè, giờ mọi chuyện đã lỡ rồi. Em cũng đã có con với anh rồi. Người em thương là anh nữa. Anh đâu có thương Hùng đâu. Anh chỉ cần đuổi Hùng ra khỏi nhà thì em với anh sẽ hạnh phúc với nhau. Có gì đâu mà anh phải khó xử.
Anh Hai. Anh Hai coi giùm em này cái anh Hai. Coi nè, anh Hai coi nè. Thấy anh Hai thấy cái dừa này được không? Đẹp quá, đẹp quá. Em nói anh Hai nghe nè. Nếu như mà con em mà con trai á, em mua cái vườn nó bự bự như nè, thầy con trai nó hay chạy nhảy mà nó phải có cái vườn bự nó mới không té đúng không? Còn nếu mà là con gái á, em mua cái vườn màu hồng, này anh Hai coi cái vườn màu hồng em mới kiếm nè, đó đẹp ghê chưa, trời ơi ngon lành. Cái nào cũng đẹp hết á. Em lựa đại được chuyện anh Hai này, có thêm mấy mẫu này nữa nè, thấy đẹp không? Cái này mà vợ em thấy là vợ em thích lắm rồi này. Vợ. Cảm ơn vợ. Hùng. Anh Hai. Anh Hai uống nước không? Này uống nước à? Khai nước à? Uống đi. Thôi anh em mình với nhau mà uống đi vậy em uống. Nha anh Hai. Anh Hai không uống đâu. Rồi vợ em nói không, anh Hai không uống em uống. Hùng. Gì vậy anh Hai? Không được uống. Anh Hai muốn là để em uống, tự nhiên cứ kêu kêu anh Hai lạ ghê. Anh Hai, em nói nè, mày mốt á, con em á là anh Hai phải chắc ăn với em là anh Hai làm cha đối đầu cho nó nghe chưa? Anh Hai mà làm cha đối đầu cho nó là đảm bảo là nó sẽ một người giỏi thiệt giỏi luôn, giống như anh Hai vậy đó. Thôi làm cha uống cái đi. Ơi, hụt. Anh Hai. Trong nước có độc. Trong nước có độc hả? Gì anh Hai nói gì vậy? Ủa là sao? Anh xin lỗi em, anh không thể làm vậy với thằng Hùng được. Ủa là sao? Cái người này là ai á? Anh có chuyện em muốn nói với em là đứa con trong bụng của Diệm là nước lọc nó trắng mà nó ngon. Ý anh Hai nói là đứa con trong bụng của Diễm là của anh Hai đúng không? Em biết hết rồi. Với lại em cũng biết hết cái chuyện này. Em cũng lành trí em đổi cái ly nước rồi. Hai người có gì đâu ngạc nhiên. Hôm bữa em đi về em vô tình lấy đồ, em nghe hết rồi. Không có gì đâu ngạc nhiên ha. Em xin lỗi nha. Cô em đi. Bây giờ mà con còn đủ tư cách xin lỗi tôi. Tưởng tôi không biết gì hả? Biết không ăn tôi đi. Ừ, là vậy đó. Anh lấy tư cách gì anh chửi tôi? Tư cách gì? Không ngờ cô là một con đàn bà tham phú phụ bần, lăng loàn chắc nết. Cô muốn hại tôi chết hả? Khó lắm. Nhà tôi vô phúc mới có cái loại đàn bà như cô. Biết. Anh tưởng tôi muốn ở trong căn nhà này hả? Anh có trách thì anh trách anh đi kìa. Thằng ông vô dụng bất tài, ở với anh tôi được cái gì? Hả? Anh khỏi cần phải đuổi, tôi cũng đi. Anh lấy cái gì để giữ tôi? Không ngờ vợ chồng bao năm mà giờ thành ra vậy. Anh xin lỗi em. Chở ngoài anh Hai. Cô gì đó ơi.